trả tiền nhé. Rồi, con tên gì? Dạ thưa cha, con tên Maya Nguyễn Ngọc Thanh Mai. Mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con có cái gì? Con có con heo. Cho ai? Cho mấy bạn nghèo. Rồi có đi tu không? Dạ có. Rồi cho mời tràng hóa tay Honro Ma Sơ. Đây tặng cho sư cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi sư đem heo và bỏ vào chuồng giùm cho cha. Chúng tôi heo về sắp sập chuồng rồi. Rồi bây giờ chúng ta lắng nghe một lời chứng của một bé mấy tuổi? Dạ 8 tuổi. Rồi con được ơn gì của Chúa, con làm chứng cho mọi người coi. Dạ hồi, dạ con ở, dạ con tên là anh Thương. Rồi mấy, rồi lớp mấy? Dạ lớp 3. Ở đâu? Dạ ở xứ Lạng Sơn. Rồi ở xứ Lạng Sơn, là con được ơn gì của Chúa, con nói to cho mọi người nghe. Hồi trước có là con bị viêm đường ruột, lúc nào con cũng uống thuốc, mà từ khi mà nhắn một lời tin nhắn cho cha là con hết, không còn uống thuốc nữa. Con nhắn hay ai nhắn? Dạ con nhắn. Con nhắn cho cha, rồi con biết nhắn tin. Ừ. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy một đứa bé mà 8 tuổi mà biết nhắn tin cầu nguyện, bị đau đường ruột mà nhắn tin cầu nguyện, từ ngày nhắn tin thì không còn bị đau đường ruột nữa. Hallelujah. Con gì đâu? Hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, còn con. Con tên là Phạm Nhờ. Mấy tuổi? Con 7 tuổi. Có gì? Con có 3 lì xì. Ai lì xì cho con? Cha. Rồi, bây giờ con lì xì để lấy tiền để làm gì đây? Cho các bạn nghèo. Rồi, mấy mốt có đi tu làm cha không? Dạ không. Mày dứt khoát quá vậy con. Nó nhẹ nhẹ thôi, ta đỡ đau lòng. Mấy hồi sơ đi tu rầm rầm, ông cha chả thân nó đi cả. Đây, tặng cho con ảnh lòng thương xót Chúa rồi. Mấy mốt rồi cố gắng đi tu nhá. Dạ. Rồi, có cố gắng đi tu được không thưa anh chị em? Không. Đừng có cố gắng đi tu. Nếu mà cảm thấy hợp thì đi, không thì thôi. Đừng có cố gắng gọi là nín thở qua sông. Ráng đi tu được làm cha, rồi bắt đầu làm cha rồi mới đi dương càng lên, rồi còn chết người ta nữa. Thà không đi tu dứt khoát ngay từ đầu. Tu thì tu, không tu thì thôi. Chứ đừng có tu dở dở ương ương, rồi khổ cho cả mọi người, khổ cho cả giáo hội, khổ cho cả giáo dân, khổ cho cả giáo xứ. Rồi thưa mời giờ chúng ta mời các bà mời ạ. Mời mấy có những người nào lên làm chứng cho Chúa rồi cho ta chúng tôi coi. Rồi.